Chào mừng các bạn đã đến với sự kiện vòng quay bóng đá của Free Fire. Trang phục hot, quà ngon bắt đầu diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. Cơ hội sở hữu ngay trang phục bóng đá tự hào Việt Nam duy nhất độc quyền tại Free Fire. Bạn đã sẵn sàng tham gia vòng quay bóng đá chưa nào? Vòng quay bóng đá là sự kiện đặc biệt sẽ khuấy động mùa Tết của bạn với cơ chế quay hấp dẫn và cùng những phần quà vô cùng hấp dẫn. Chỉ với 9 kim cương, bạn có thể may mắn sở hữu ngay trang phục tự hào Việt Nam để bố gia cùng Quang Hải và Văn Hậu trong trang phục bóng đá. Chưa hết, đặc biệt hơn, khi chọn gói 11 vòng quay, bạn sẽ nhận ngay từ 2 đến 10 huy hiệu để đổi thành những phần quà đặc biệt khác. Đừng lo, tại vòng quay bóng đá này, bạn sẽ luôn nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ Free Fire nhé. Còn chần chờ gì nữa, tham gia ngay vòng quay bóng đá đi nào. Nhanh tay sở hữu trang phục, sánh vai cùng Quang Hải và Văn Hậu tại trận đấu danh dự nhé. Tại Free Fire thì Vũ Gia cùng Quang Hải và Văn Hậu. Cùng Quang Hải, Văn Hậu sở hữu ngay trang phục tự hào Việt Nam độc quyền tại Free Fire từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. Nhanh tay nạp kim cương và tham gia vòng quay bóng đá. Chơi game ngay! Free Fire! Ngày mai có gì? Subscribe là biết!